Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền đã có buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ. Ngày 5 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 3, tăng thêm nguồn cung cho thị trường hơn 2 tấn vàng sau 3 phiên đấu thầu. Trong sáng ngày 5 tháng 4 đã có thêm một ca tử vong vì nhiễm virus cúm H7N9, nâng tổng số người chết vì chủng virus này lên 6 người, trong khi số người được xác nhận nhiễm virus này đã lên đến 14 người. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua Hiệp định Kiểm soát Buôn bán Vũ khí với 154 phiếu thuận, 23 phiếu trắng và 3 phiếu chống. Sự kiện này có thể coi là bước đi cần thiết đầu tiên đặt nền móng cho một thế giới an toàn hơn. Thưa quý vị, vào chiều ngày 5 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc Kim Jong-yuan đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Hoan nghênh ông Kim Jong-yuan thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, ODA, cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Cảm ơn Hàn Quốc đã dành tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng với Hàn Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào sâu rộng, hiệu quả, thiết thực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cũng như tài trợ ODA cho Việt Nam. Mong muốn Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA cũng như có các hoạt động tài trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp. Ông Kim Jong-yuan khẳng định, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam để tiếp tục có những đóng góp tích cực và thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. Trong đó sẽ nỗ lực hết mình trong hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc thực hiện thành công các dự án đang được triển khai đầu tư tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào chiều ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các cựu tù chính trị và tù binh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược. Trả lời những ý kiến của các cựu tù chính trị tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các đối tượng người có công, các cựu tù chính trị. Các ý kiến của các cựu tù chính trị sẽ được Văn phòng Chủ tịch nước tiếp thu và có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết. Đánh giá cao những thành quả Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công, Phó Chủ tịch nước đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tốt hơn nữa thành quả đạt được, chung tay cùng Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn trước mắt để các cựu tù chính trị phấn khởi, an tâm và đóng góp nhiều hơn trong xây dựng địa phương. Phó Chủ tịch nước mong muốn các cựu tù chính trị và tù binh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, bản chất cách mạng, tham gia tích cực trong việc giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, tham gia giám sát hoạt động của các cấp chính quyền địa phương. Ban liên lạc cựu tù chính trị làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu tù chính trị. Còn tại Cần Thơ vào sáng ngày 5 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã dự cuộc gặp mặt mừng Tết năm mới Chôn Trân Nam Thơ Mây với đồng bào dân tộc Khmer. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gửi đến đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ lời chúc mừng Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng cũng mong muốn đồng bào Khmer Nam Bộ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất. Thời gian tới, chính phủ và các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa. Nhiều năm qua, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc đã được các địa phương vùng Tây Nam Bộ triển khai hiệu quả. Mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc giảm 3%, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tặng bằng khen của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho 52 cán bộ chức sắc dân tộc Khmer tại các địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ.
Tết Chôn Chân Nam Thơ Mây là dịp lễ Tết lớn nhất trong năm của người Khmer, diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm. Cũng trong ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền đã có buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân thông qua Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Các vấn đề được trao đổi tại buổi đối thoại tập trung chủ yếu tới các lĩnh vực như việc làm, đào tạo dạy nghề, xuất khẩu lao động. Đánh giá sau một năm triển khai quyết định về chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giai đoạn 2012-2015, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền khẳng định chương trình đã bước đầu đi vào quỹ đạo và hoạt động hiệu quả. Đề án về chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù mới được ban hành hơn một năm, nhưng có nhiều nội dung được triển khai từ năm 2010-2011. 6 đề án của chương trình đã khởi động tích cực. Đối với việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cho biết, thực tế hiện nay số lượng người làm công tác thanh tra về an toàn vệ sinh lao động so với đối tượng cần thanh tra còn quá mỏng. Chính vì vậy, tình trạng người lao động và người sử dụng lao động không chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn vệ sinh lao động còn cao. Trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, thanh tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Về giải pháp để xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cho biết, nợ đọng bảo hiểm xã hội gần đây rất lớn, nằm ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên 40%, doanh nghiệp FDI là 14%. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thậm chí những doanh nghiệp đã thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng lại không đóng, dẫn đến việc khi người lao động đến thời gian được nghỉ, được hưởng chế độ, thì phía bảo hiểm xã hội lại nói là doanh nghiệp chưa nộp. Để giải quyết vấn đề này, năm 2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản kiểm tra các doanh nghiệp có nợ đọng, đồng thời yêu cầu địa phương đôn đốc tích cực để yêu cầu chủ doanh nghiệp đóng. Chính vì vậy, nợ đọng bảo hiểm xã hội đã giảm 13,7% so với năm 2011. Ngoài ra, tại buổi đối thoại trực tuyến, nhiều vấn đề được nhân dân quan tâm cũng đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời trực tiếp, như xuất khẩu lao động, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị xin ý kiến về dự thảo nội quy phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý về những nội dung cụ thể của bản dự thảo nội quy phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Góp ý về sự cần thiết ban hành văn bản này, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao những nội quy đã quy định trong bản dự thảo này. Góp ý vào điểm E của điều 6 về xây dựng chương trình phiên họp, một số ý kiến cho rằng cần sửa lại và sửa lại như sau. Khi cần thiết có thể điều chỉnh chương trình, nhưng phải được quá nửa 1/2 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí. Liên quan đến nội dung thời gian gửi hồ sơ tài liệu, điều 9, nhiều ý kiến đề nghị bản dự thảo này cần quy định thời gian chung cho tất cả các hồ sơ tài liệu về dự án, báo cáo, đề án phải gửi chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc phiên họp. Đối với chế độ báo cáo tại phiên họp điều 13, đa số các đại biểu đều đồng tình và cho rằng cần gửi tài liệu chi tiết cho đại biểu dự họp trước để nghiên cứu và chỉ trình bày tóm tắt các văn bản ở phiên họp. Trao đổi về trình tự, thủ tục Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn điều 24, các ý kiến đều nhất trí với những nội dung này, nhưng cần bổ sung thêm một dòng ở khoản 5 là các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đặt câu hỏi chất vấn vào ngay sau dòng Chủ tịch Quốc hội nêu những nội dung chất vấn tại phiên họp. Bổ sung thêm một điểm hoặc một khoản về hậu giám sát sau khi đã có kết luận giám sát ở điều 25 về trình tự thủ tục Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề. Thảo luận về việc xem xét quyết định tổ chức biên chế nhân sự của Tòa án Nhân dân điều 30, một số ý kiến cho rằng cần giao cho Ban công tác đại biểu làm nhiệm vụ thẩm tra báo cáo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần điều chỉnh sắp xếp lại bố cục cũng như nội dung của một số điều khoản, câu chữ, kỹ thuật của bản dự thảo này. Bản dự thảo nội quy phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được soạn thảo gồm 6 chương 44 điều với những nội dung cơ bản, những quy định chung chương 1, chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chương 2, tiến hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chương 3, trình tự thủ tục Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền chương 4, phục vụ phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chương 5, tổ chức thực hiện chương 6. Xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Ngày 5 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 3. Như vậy là sau 3 phiên đấu thầu vàng miếng thì Ngân hàng Nhà nước đã tăng thêm cho nguồn cung cho thị trường hơn 2 tấn vàng.
Trong phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 3, Ngân hàng Nhà nước chào bán 26.000 lượng vàng. Giá sàn công bố sáng nay là 43.200.000 đồng một lượng, thấp hơn hôm qua 50.000 đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tổng số 19 doanh nghiệp và ngân hàng dự thầu, 16 đơn vị đã trúng thầu với tổng cộng 257 lô, tương đương với 25.700 lượng vàng, bằng với lượng vàng của phiên đấu thầu lần thứ 2. Đơn vị trúng thầu cao nhất mua được 5.000 lượng, thấp nhất là 500 lượng. Giá trúng thầu thấp nhất bằng với giá sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra, tức là 43.200.000 đồng một lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 43.220.000 đồng một lượng. Thông qua 3 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã cung cho thị trường 53.400 lượng vàng và tham gia thị trường với tư cách người mua bán cuối cùng, nhằm mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Dự kiến trong tuần sau, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức 3 phiên đấu thầu bán vàng miếng vào các ngày thứ 3 mùng 9 tháng 4, thứ 4 mùng 10 tháng 4 và thứ 6 12 tháng 4. Đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần được giải quyết đồng bộ, toàn diện và hệ thống. Đó là ý kiến tham vấn của hầu hết các chuyên gia tại hội nghị lấy ý kiến về vấn đề này diễn ra ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, nhược điểm của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đa số đều cho rằng đổi mới chương trình và sách giáo khoa đã góp phần tích cực cải thiện chất lượng giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, tồn tại của chương trình sách giáo khoa là còn thiếu tính toàn diện, nặng về tính hàn lâm. Thiết kế chương trình không thể hiện được sự dạy học phân hóa, không phân luồng được học sinh. Cái khối lượng kiến thức mà chúng ta thể hiện trong sách giáo khoa phổ thông ấy, thì còn hơi nặng so với cái khả năng tiếp thu của học sinh, của đông đảo học sinh. Đặc biệt là những học sinh ở những cái vùng khó khăn, học sinh dân tộc, ở những cái vùng miền núi. Và chúng ta thì mới nặng về truyền thụ kiến thức mà chưa quan tâm nhiều đến cái rèn luyện các cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sống, rồi rèn luyện nhân cách của học sinh. Thực trạng trường phổ thông chúng ta phải nên nhìn thẳng vào. Chúng ta thử xem thử, hay bây giờ làm một cái đánh giá khảo sát đi, xem bao nhiêu trường phổ thông của Việt Nam hiện nay đủ điều kiện để thực hiện giáo dục toàn diện. Chứ còn tôi thì tôi cho là trường phổ thông hiện nay chỉ đủ điều kiện để dạy văn hóa. Chứ còn giáo dục về phát triển nhân cách thì rất yếu. Còn giáo dục thể chất thẩm mỹ thì cũng rất hạn chế. Đại biểu cũng nhấn mạnh, sách giáo khoa và chương trình là nòng cốt để thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông. Nhưng để có thể thực hiện tốt được chương trình đổi mới thì cần phải có giải pháp đồng bộ. Quan trọng nhất là tăng cường điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Nếu kỳ này làm thì phải làm một lúc ít nhất là 3 cái đề án. Đề án thứ nhất là đề án về chương trình và sách giáo khoa. Đề án thứ hai phải là đề án cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường. Đề án thứ ba là đổi mới đào tạo công tác giáo viên ở các trường sư phạm. Mà đối với trường sư phạm phải đi trước một bước. Thậm chí cơ sở vật chất là xây dựng khó lắm các đồng chí, cho nên cũng phải đi trước. Đến khi có chương trình mới ra được thông qua là có điều kiện về mặt cơ bản để mà thực hiện. Hiện nay các trường sư phạm của mình đều đang đứng ngoài cuộc cả, chưa vào cuộc. Thì giáo viên mình không thể nào mà có thể thực hiện được tốt cái chương trình đổi mới được. Vậy bây giờ muốn đổi mới thành công thì trước hết là phải có thầy giáo giỏi, cô giáo giỏi, và thầy giáo cô giáo phải am hiểu cái chương trình giáo dục phổ thông này, mà thầy giáo cô giáo phải được đào tạo theo cái hướng đổi mới này, thì như vậy thì mới có thể đáp ứng yêu cầu. Nhiều đại biểu cũng kiến nghị việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần phải đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, khả thi, vừa sức với học sinh, và cần chú ý tới việc giáo dục nhân cách, các kỹ năng sống, kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, thực hành của học sinh.